bạn, mình là Hà đến từ E2 English. Video này sẽ dành cho các bạn vừa thích nghe nhạc lại vừa muốn học tiếng Anh. Cùng xem video này để biết cách học tiếng qua bài hát trên E2 bạn nhé. Khúc 1, chọn bài hát. Hãy chọn bài hát nào bạn thấy hay và thích nghe đi nghe lại. Khi mới bắt đầu học tiếng Anh qua bài hát, hãy ưu tiên chọn những bài hát bạn đã biết. Việc bắt đầu với một bài hát quen thuộc giúp bạn đỡ tốn thời gian làm quen với giai điệu của bài hát, đồng thời giúp bạn sẽ có hứng thú học hơn đấy. Mình rất thích bài Butterfly Fly Away của Miley Cyrus nên mình sẽ học tiếng Anh qua bài hát này. Bước 2, tìm hiểu lời bài hát. Ở bước này, bạn vừa nghe, vừa theo dõi phần lời từ đầu đến cuối. Hãy tra những từ vựng, cụm từ mà bạn chưa biết nghĩa. Việc tra từ sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của bài hát hơn. Để tra từ, bạn chỉ cần click vào từ đó, thì Joy sẽ chỉ ra phát âm cũng như định nghĩa của từ đó cho bạn. Nếu muốn tra cả cụm từ, bạn chỉ cần kéo thả các từ trong cụm từ đó. Bạn nhớ nút Add để lưu những từ vựng cụm từ đó lại để ôn tập với Joy. Bước 3, thực hành nghe, nói, học từ vựng. Sau khi lưu 3 từ mới từ video, bạn có thể thực hành ngay với game. Game Multiple Choice, chọn đáp án đúng. Và fill in the blank, điền từ, sẽ giúp bạn nhớ được mặt chữ của từ mới. Depend on. In speaking giúp bạn thành thục cách phát âm của từ. Công nghệ nhận diện giọng nói của Enjoy sẽ chấm điểm độ chính xác trong phát âm của bạn. Chữ màu xanh có nghĩa là bạn đã nói chính xác, màu vàng là gần đúng, và màu đỏ nghĩa là bạn đã phát âm sai tất cả các âm của từ. Hãy cố gắng luyện nói cho tới khi đạt độ chính xác 100%. Sau khi luyện tập với game speaking, việc tiếp theo bạn cần làm đó là luyện tập nói nhạc, shadowing, tức là bạn sẽ hát theo nhạc. Bước 4, áp dụng những gì đã học được từ bài hát. Để biến những từ vựng, cấu trúc học được từ bài hát thành của bạn, bạn sẽ cần sử dụng chúng trong cuộc sống. Hãy chia sẻ trên Facebook cá nhân hoặc viết nhật ký nếu viết bằng tiếng Anh và sử dụng những từ vựng và cấu trúc mới mà bạn đã học được từ bài hát. Hoặc bạn có thể nói chuyện với một người bạn bằng tiếng Anh. Bây giờ bạn đã sẵn sàng học tiếng Anh qua bài hát chưa? Nếu vẫn đang lúng túng chưa biết nên chọn bài hát nào, hãy tham khảo ngay danh sách các bài hát theo thể loại và trình độ mà Enjoy gợi ý để chọn được bài hát phù hợp với bạn. Comment một cụm mới theo một cụm từ bạn vừa học được từ một bài hát cho mình biết nhé. Và đừng quên subscribe YouTube channel của Enjoy để xem những video hướng dẫn học tiếng qua bài hát trên Enjoy bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.